ảnh là có của ảnh là có 10 cái, mà đến lúc cháu vào chỗ để lưu thì hắn hiện có 3 cái thôi. Mà cháu vào trong file ảnh của nó thì đây lại vẫn đủ 10 cái, còn nếu vào lưu thì nó lại khác. Đây là cháu vào, cháu nhấn Ctrl O là nó, cháu vào trong file ảnh. Tôi thấy là do cái đuôi nó khác nhau, không sao đâu, cháu làm. Có nghĩa là cái đuôi kia là đuôi JPEG, mà đuôi là đuôi khác. Đây, cháu bấm vào Ctrl F để lưu thì... Đấy, cái đuôi JPEG chứ nó có 3 cái ảnh JPEG thôi, chứ phải không? Vâng.